ngày. Thank you.
Nhi cảm ơn cả nhà nha. Một review ăn ít nướng, ăn ít nướng với lại bánh tét. Ngày hôm nay coi như là xin tạm dừng tại đây. Nhi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip Nhi. Và Duy hẹn cả nhà clip sau. Và mến chúc cả nhà một năm mới an khang và thịnh vượng. Bye cả nhà.